Phẩm Thiện Pháp, Chuyện Con Vượng, Tiền Thân Maccata. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một kẻ gian trá. Người này mặc dù đã đặt cuộc đời mình vào giáo pháp đưa đến giải thoát, trong lúc muốn kiếm lợi dưỡng cần dùng để sống, đã hành động lừa đảo cả ba mặt. Tăng chúng đều rõ ra những ác hạnh của người này trong lúc bàn luận tại chánh pháp đường. Này các hiền giả, người đó sau khi đã đặt hết cuộc đời mình vào chánh pháp của Đức Phật đưa tới giải thoát, lại sống lừa dối kẻ khác. Lúc bấy giờ, bậc đạo sư bước vào và muốn biết tăng chúng đang bàn luận gì tại đó. Tăng chúng trình với ngài, ngài bảo: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay tỷ kheo này mới gian trá. Thuở xưa kẻ ấy là con vượng, vì ngọn lửa cũng đã gian trá như vậy rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn tại một làng ở Kashi. Khi đến tuổi trưởng thành và đã đi học đủ các tài nghệ ở Takashila, Bồ Tát lập gia đình. Nữ Bà La Môn ở nhà sanh được một con trai. Khi đứa con bắt đầu chạy qua chạy lại, nữ Bà La Môn mệnh chung, Bồ Tát làm xong tang lễ cho người chết, liền suy nghĩ: Nay ta còn sống ở gia đình làm gì? Và dắt con đi với ý định chúng ta sẽ xuất gia. Từ giả bà con bạn bè tiễn đưa khóc lóc, Bồ Tát đem theo con đi vào Tuyết Sơn làm vị ẩn sĩ và sinh sống trong rừng với các thứ rễ và trái cây. Một hôm trong khi trời mưa, Bồ Tát đốt lửa củi lên, nằm xuống trên một tấm phản và hơi lửa cho ấm. Cậu con trai ngồi xoa bóp chân cha. Có một con vượn rừng bị lạnh hành hạ, chợt thấy ngọn lửa trong chòi lá của Bồ Tát, liền suy nghĩ: Nếu ta vào đấy, chúng sẽ đập ta và la: Ôi con vượn, và đuổi ta ra ngoài. Như vậy ta không sưởi lửa được. Nay ta có một phương tiện, ta sẽ khoác áo một người tu khổ hạnh và trá hình đi vào. Vì vậy nó choàng áo bằng vỏ cây của một người tu khổ hạnh đã chết, cầm lấy cái rổ và cái gậy có móc của nó, dựa vào một cây cọ dừa ở cửa chòi lá và đứng đấy co ro cúm rúm. Cậu trai khổ hạnh thấy nó, không biết nó là con vượn, suy nghĩ: Có một vị tu khổ hạnh lớn tuổi bị rét muốn đến hơi lửa, ta sẽ nói với cha ta cho vị này vào chòi lá và hơi lửa. Vì vậy cậu gọi cha và đọc bài kệ đầu: Có một kẻ khốn cùng dựa vào cây cọ dừa, đây ta có chòi lá, cho nó vào cha thân. Bồ Tát nghe con nói liền đứng dậy ra cửa chòi lá nhìn, biết đấy là con vượn. Ngài bảo: Này con thân yêu, bộ mặt như vậy không phải là người thường, nó là con vượn, chớ gọi nó vào. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai: Con thân chớ gọi nó, nó làm nhốt nhà ta, bộ mặt vậy không phải, hạnh tốt Bà La Môn. Bồ Tát cầm một nhánh củi ném nó và la lớn: Người đứng đấy làm gì? Và đuổi nó đi. Con vượn quăng bỏ áo bằng vỏ cây, leo lên cây và đi vào trong khóm rừng. Sau đó Bồ Tát tu tập bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, và khi mạng chung được sanh lên phạm thiên giới. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: Lúc bấy giờ con vượn là tỷ kheo gian trá, con trai vị tu khổ hạnh là La Hầu La, và vị tu khổ hạnh là ta vậy.